Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tổng kho gạch ốp lát của mình. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề đó là chọn lựa màu sắc gạch ốp lát cho công trình của bạn. Thưa các bạn, chúng ta biết rằng màu sắc là một yếu tố rất quan trọng trong thiết kế của căn phòng và màu sắc có thể ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và cảm giác của người sử dụng. Đặc biệt trong việc chọn lựa màu sắc của gạch ốp lát thì cái màu sắc là một yếu tố quan trọng trong việc chúng ta chọn lựa gạch ốp lát. Thế thì thưa các bạn, màu sắc gạch ốp lát thì có những loại nào và có tính chất gì và sẽ ứng dụng ra sao? Thì xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thưa các bạn, thì đầu tiên chúng ta biết rằng màu sắc của gạch ốp lát thì có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là loại màu nóng, loại thứ hai là loại màu lạnh và loại thứ ba là loại màu trung tính. Đối với màu nóng thì nó là những cái màu có gốc từ màu đỏ, màu cam, màu vàng, có thể là màu đỏ đậm, đỏ thẫm hay là màu đỏ nhạt, màu cam rất là đậm hay là màu cam vừa phải, hay là màu vàng đất hay là màu vàng của như là màu vàng trong kim loại. Đó. Đối với màu lạnh thì nó là những cái nhóm màu có gốc từ màu lam, màu xanh lá và màu tím. Và đối với nhóm màu trung tính thì là những nhóm màu như có màu trắng, màu xám ghi, màu nâu hoặc là màu kem sữa. Thì thưa các bạn, thì đó là những cái nhóm màu phân làm 3 loại mà trong cái màu của gạch ốp lát. Thưa các bạn, thế thì yếu tố thứ hai đó là những cái nhóm màu này thì có tính chất gì? Thì đối với màu nóng thì cái tính chất của chúng đó là đem lại cái cảm giác, cái sự là ấm nóng và có nhiều năng lượng, giàu năng lượng. Ví dụ những cái màu chúng ta tưởng tượng là màu đỏ, màu vàng khi mà chúng ta sử dụng thì nó tạo công trình chúng ta cái tính chất nó rất là nổi bật, nó rất là ấm nóng và nó rất là có dạt dào năng lượng. Còn những cái màu lạnh, ví dụ như màu xanh, màu lam, xanh lam hay là xanh da trời hay là màu xanh lá hay là những cái màu nó pha chút màu tím, thế thì nó tạo ra cái cảm giác là cái sự nhẹ nhàng, cái sự thoải mái và cái sự gần gũi. Thế thì thưa các bạn, thì ví dụ như chúng ta có thể tưởng tượng một cái căn phòng hay bể bơi màu xanh, nó sẽ đem chúng ta cái cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Thì đó là tính chất của cái nhóm màu lạnh. Còn đối với cái nhóm màu trung tính thì nó tạo ra một cái cảm giác nó vừa phải, nó cân đối, nó không thiên về bên nào cả. Và cái thứ hai nữa là những cái nhóm màu lạnh thì nó đưa đến cái sự sang trọng hơn cho căn phòng, cho công trình của chúng ta. Thế thì khi chúng ta biết được cái tính chất của những nhóm màu đấy thì chúng ta sẽ chọn lựa và ứng dụng trong việc là chọn lựa gạch ốp lát. Thì thưa các bạn, đối với lại phòng khách chẳng hạn thì chúng ta cần những cái không gian nó sang trọng, nó cởi mở, thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng gạch mà có màu xám hay màu xám ghi hay màu trắng để chúng ta làm lát cái phần nền cho công trình. Thì nó vừa tạo ra sự sang trọng, vừa tạo ra cái sự cân đối, nó không quá nổi, nó cũng không quá chìm. Một yếu tố thứ hai nữa, ví dụ như là phòng ngủ thì chúng ta lại có thể thông qua cái màu sắc chúng ta chọn lựa những cái màu như màu nâu hay những màu nâu vàng thì để tạo ra cái cảm giác là gần gũi, êm ả. Còn những phòng như là phòng tắm, những phòng vệ sinh hay là phòng bếp, chúng ta cần sự sạch sẽ, chúng ta cần sự tinh tế, chúng ta cần sự nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể ưu tiên để sử dụng những cái màu trắng, những cái màu xanh hoặc chúng ta đưa thêm những cái màu xanh lá vào để tạo cho không gian của chúng ta cái sự mát mẻ, cái sự thoải mái khi chúng ta sử dụng. Thì thưa các bạn, vừa rồi đó là những cái cách thức để chúng ta chọn lựa màu sắc cho gạch ốp lát mà chúng tôi đã trình bày. Và nếu các bạn thấy video này có ích thì xin các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và bổ ích thêm từ chúng tôi. Thưa các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội. Luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.